Bài pháp bạn đang nghe được phát trên website www.moidenchanhpap.com. Tiếng nói chân lý chánh pháp nhà Phật. Nam mô ngồi ha. Dạ. Nói đi. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy Phò cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày thứ năm và hôm nay cũng là Pháp Cú Thích Gia Gia Duyên kỳ thứ 14 tại tu viện Tây Thiên. Hôm nay chúng ta được duyên lành cung thỉnh Thượng Tọa Thích. Mỗi lần mà nghe chữ thích cái là quên. Tại vì ai cũng thích hết đó quý vị. Thường toàn quý vị biết thích hiện tại và thường toàn bộ trì của trọng hành ở New Mexico. Tiểu bang New Mexico. Tiểu bang New Mexico quý vị. Tiểu bang New Mexico quý vị, mình có qua đó một lần rồi. Ở đó... Nóng. Nếu mà quý vị xuống đó quý vị thấy nó, cái không cảnh nó hoang tàn, nó sơ sát. Cái tiểu bang đó đó, tại vì mình chỉ qua một lần thôi, không biết con người ở đó ra sao, nhưng mà cái khung cảnh, cái ngôi nhà, cái cách xây dựng nó rất là thô sơ. Mình thấy mình không mà, nhưng mà thượng tọa chút lát nữa thượng tọa sẽ nói cho quý vị biết cái tiểu bang thượng tọa đang ở, và thượng tọa là trụ trì của bản hành ở tiểu bang đó. Và đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, cung thỉnh thượng tọa hoan hỷ ban bố Phật hiệu cho chúng con như là Phật, cung thỉnh thượng tọa. Cảm ơn thượng tọa Nhuận Bình. Kính thưa quý vị, thì đúng cái tiểu bang đó thì nó hơi khô cằn, nhưng mà chắc là tôi cố gắng làm sao cho tôi nó không có khô khan. Kính thưa quý Phật tử, thì đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân tới đất Canada. Sau một thời gian có dự định qua bên này để thăm Hòa Thượng Viện Chủ cũng như Thượng Tọa Pháp Hòa, nhưng mà nó chưa đúng thời, thì hôm nay mới có cái dịp hội ngộ. Thì trước hết xin với đại chúng là hiện tại qua bên này không phải là cốt để tham dự khóa tu, mà được sự chỉ dạy của Hòa Thượng Viện Chủ Thượng Thiện Hạ Tâm để qua để gặp gỡ với Phật tử, để rồi có những cái lời nương cái ý của Phật dạy, lời của Tổ dạy thì chia sẻ với quý vị. Mong rằng tối nay tôi không có nói sai cái ý Phật lời Tổ, và nếu tôi có lỡ lời gì mà không phải thì mong đại chúng cũng hoan hỷ cho. A Di Đà Phật. Với lại thì nếu đúng ra đó, thì phải là cái người đắc đạo thì mới nói được đạo. Thì tôi cũng chịu thiệt là tôi chưa có đắc đạo gì hết, cũng là một người rất là phàm phu. Vậy mà mấy ngày qua không sao tránh khỏi làm cho Phật tử lâu lâu thấy cái thân tướng xấu xí của tôi với lời nói rỗn rãng của tôi, thì chắc quý vị có nhiều việc cũng không được vui mấy đâu.
nhưng mà tại vì biết quý vị biết sao, anh em có nhiều thầy cả 20 năm nay hơn mới gặp nhau, có mấy thầy từ bên Trà Vinh qua, thành ra là cái bắt đầu nó trở lại cái tuổi trẻ đó, nói chuyện nó giống như cái thầy mà còn làm điệu 7-8 tuổi trong chùa. Thành ra quý vị thông cảm cho khi ở trong phòng mà quên đó, bởi cho nên phàm mình chưa có đắc thánh quả đó, mình dễ có sai phạm lắm. Thành ra tôi cũng nói với thầy là dường như có một cái lần hạ này là tôi sống lại với cái tuổi trẻ, còn bao nhiêu lần ở bên Cali hay là bên Hoa Kỳ thì lúc nào cũng khép mình. Nhưng mà hồi nhỏ tôi thô lắm, bởi vì sanh ra cái chắc là cái kiếp trước sân si nhiều lắm, cái kiếp này sanh ra nó đen đúa, nó xấu xí. Lời nói thì thật sự rất khó nghe, đây là tôi nói thành thật. Hồi nhỏ lời nói nó không có cái ai chấp nhận hết á. Tụng kinh thì ồ ê. Thì cái bữa đó thầy tôi mới bảo là thôi, ông đi ra cánh đồng, ông đứng một mình, ông la cho lớn, đặng nó về cái tiếng. Thành ra từ đó rồi tôi mới nghĩ thôi, cái thân tướng mình nó vô duyên, lời nói mình nó khó nghe, hành động mình nó khó mến, cho nên vậy mà khép mình, chỉ đặt tâm mình vô cái vấn đề việc học về nội điển. Cho nên qua bên này cũng vậy, ngoại điển không biết gì hết á, một tiếng Anh cũng không biết nữa, vậy mà bò qua tới Mỹ, bò qua tới Canada luôn. Thật sự như vậy. Rồi khi đi tu thì lại gia đình không có cho phép, cho nên rồi nhờ bên chư ni mới dẫn trốn đi qua Trà Vinh xuất gia. Thành ra bây giờ tôi cũng thọ ơn bên ni nhiều lắm, nên gặp mấy ni sư đây tôi cũng rất là quý, bởi vì hồi xưa mình đã thọ ơn. Tuy nhiên về cái tinh thần đạo thì có cái vấn đề tăng ni để mà chi vậy, để giữ cái pháp nhà Phật, chứ còn cái tâm chúng tôi thì lúc nào cũng kính trọng. Bởi vì trên cuộc đời này có ba hạng người mà theo quan niệm của Đức Phật dạy sáu hạng người, nhưng tôi xin nói có ba hạng người, yếu nhất là mạnh nhất trên thế gian. Ngươi biết ai không? Cái hạng người thứ nhất là trẻ con, hạng người thứ hai là phụ nữ, thứ ba là thầy tu. Đây là ba hạng người yếu nhất. Trẻ con thì nó đâu có cái gì đâu mà mạnh, nhưng mà tiếng khóc của nó làm cho cha mẹ, ông bà giữa đêm khuya cũng phải lo lắng. Người phụ nữ thì yếu nhất tay yếu chân mềm, nhưng mà cũng làm cho khuynh thành đổ nước, phải không? Hả, nói tới đây là bắt đầu hơi phiền rồi đó. Nhưng mà người phụ nữ là cái có cái phước báo sanh ra được hiền thánh. Nếu quý vị có tu thì quý vị sẽ có phước báo sanh ra được hiền thánh. Ví như Gia Du Maya Phu Nhân thì sanh ra ai? Thái tử Tất Đạt Đa là Phật. Rồi dân dân nhiều. Rồi nếu quý vị không đủ cái phước đó thì quý vị có thể sanh ra con là tổng thống, là giám đốc, là kỹ sư, là luật sư vân vân, nếu chúng ta biết tu tập phước lành. Nói về cái hiện tượng, nói về cái sanh diệt, nhưng mà nói về cái bản thể hay nói tới tinh thần tu hành Kinh Pháp Hoa thì tất cả chúng ta đều là có khả năng thành Phật, phải không? Nếu nói tới tinh thần Đại Thừa, nói về tới cái bản thể hay nói tới cái Phật quyền thì tất cả chúng ta đều có tinh thần làm, đều có khả năng làm Phật. Như vậy thì không biết tôi ngày nào thành và các vị ngày nào thành, nhưng mà mình cố gắng làm cho xong cái đạo Bồ Tát, thực hành cái hạnh từ bi hỷ xả thì cuối cùng thành tựu một vị Phật trong tương lai. Như vậy nếu cái tôi hỏi một cái câu là quý vị nghĩ sâu xa, cái người xấu xí như tôi có thành Phật không? Rồi nếu có một người nào đó ác lắm có thành Phật không? Có. Nhưng mà phải quay đầu là bờ, phải đổi lại cái tư tưởng của mình, mà trước tiên là cầu sám hối, rồi sau đó phải làm tất cả các việc lành, đem cái tâm lo lắng thương yêu tất cả chúng sanh, hành cái Bồ Tát đạo thì mới được thành Phật. Như vậy thì nếu bây giờ cái người nào hiền thì mình thấy họ tu nhiều rồi họ mới được hiền lương nhân đức, mà người nào ác
thì coi như họ còn cái nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp cuối cùng rồi cũng phải tu thôi à. Cuối cùng cũng phải tu, bởi vì tận cùng cái khổ thì cũng phải quay đầu. Cho nên nhiều khi á, nói cái tâm chúng sanh á, thì nói à, sao người đó thế này, người đó thế kia, người đó thế nọ. Nhưng mà nhìn cái tâm Phật thì đáng thương xót. Cho nên trong kinh Đức Phật khởi mỗi lần mà thấy cái gì mà người ta còn sai lầm thì Đức Phật gọi danh từ đó đó, nhớ không? Đáng thương xót. Thì như vậy trong bạn đồng tu của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta có những gì mà cảm thấy nó bất bình, bất như ý, mà mình cho đó là cái người đó chưa có lành, hay hoặc là chưa có thuần thiện, thì mình cũng an ủi bằng cái câu trong lòng mình thôi, chứ đừng có nói bên ngoài. Thì người ta cho nói là mình nói lẫy nghe, là gọi là đáng thương xót. Trong Đức Phật có dạy cái tam nhân Phật tánh á, thì ai cũng có cái chánh nhân. Cái chánh nhân là Phật. Nhưng mà bây giờ mình muốn trở về cái thành tựu quả vị Phật, vô thượng bồ đề, vô thượng giác, thì phải trải qua con đường duyên nhân. Cái con đường duyên nhân này không ai không muốn đi hết á. Nhưng mà đi rồi trên bước đường đi đó, đó nó không phải dễ dàng đâu. Có khi nó gồ ghề, có khi nó bị những cái chướng ngại, nó bị những cái chướng duyên. Vì vậy mà người tu chúng ta phải nên cẩn trọng trong từng giây, từng phút, từng việc làm. Ngay bản thân tôi, thật thưa với đại chúng, tôi là một người rất nhiều sai lầm. Vậy mà có khi mình nghĩ tới, mình biết mình sai, nhưng rồi khi cái vô minh nó tới thì mình quên chính mình. Mà khi quên chính mình, mất cái chánh niệm, thì lúc đó dẫm chân trên những cái chông gai, những cái sai lầm của ác pháp. Vậy trên bước đường tu á, các Phật tử cố gắng hãy tinh tấn, mà hãy nghĩ điều lành, nói điều lành và làm điều lành. Đó là cái chân lý tối hậu của Phật giáo. Mà hãy làm được điều lành, nói được điều lành, nghĩ tới điều lành, thì chắc chắn sao? Sẽ không còn điều ác. Như vậy thì nói nó hai, tu là dứt ác hành thiện. Nhưng mà nếu hành thiện thì chắc chắn sẽ dứt dứt ác, mà dứt ác thì chắc chắn sẽ hành thiện. Như vậy làm cái thôi mà rồi hai việc, phải không? Có cái mình không biết cho nên rồi mình quên, chứ không phải không biết mình quên. Vì vậy mà cứ mình vùi đầu trong ác pháp, vùi đầu trong những cái đau khổ, vùi đầu trong những cái si mê lầm lạc. Tôi có chia sẻ với chư Tôn Đức Tăng Ni á, có lần Đức Phật dạy á, cái người tu mà chưa có chứng thánh quả đó thì còn bị bốn thứ là ngã si, ngã mạn, ngã kiến và ngã ái. Cái ngã là cái tôi bị kẹt trong cái vòng đó. Mà chữ ngã đó, cái tôi là cái đáng ghét, nhưng mà không biết nó ở đâu mà đụng tới mình cái rồi sao? Mình buồn, mình giận, mình thù, mình ghét. Cho nên vậy cuối cùng ai khổ? Vậy mà mình không chịu buông. Nó khổ vậy đó, mình cứ ôm. Cho nên mình cứ ôm. Cho nên tôi cũng ngu nhiều lắm. Tôi cũng ôm nhiều thứ lắm, ôm ấp trong lòng bao nhiêu cái đau khổ đó. Mà sự thật cái cuộc đời, cái nghiệp của chúng ta nó khó buông quá. Bởi vì cái chủng tử của ta nhiều kiếp nó trôi lăn trong dòng si mê lầm lạc này rồi. Cái bản ngã chúng ta nó lớn la quá rồi. Nó không thật như vậy mà nó cứ chập chờn, nó ẩn ẩn, nó hiện hiện, nó làm cho mình bị đau khổ. Mà cái đau khổ của mình đó là ở chỗ là mình kẹt trong cái tham sân si mạn nghi và ác kiến. Đó là sáu thứ cội gốc mà để nảy sinh ra mọi cái nguyên nhân đau khổ. Cho nên bây giờ mình phải tìm cái nguyên nhân nào mà nó làm cho mình đau khổ. Thì tôi đã thưa đó, sáu thứ cội gốc đó là tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Quý vị phải nhớ như vậy đó,
thì có học như vậy, có nhớ như vậy, thì khi quý vị mà phiền não, quý vị coi cái mình phiền não là do cái gì thì mình biết. Rồi từ tham sân si mạn nghi ác kiến đó, nó mới ác kiến nó mới chia ra gồm có thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Mà hai cái này gộp nó lại đó thì nó gọi là thập sử. Một cái gọi là kiến hoặc, một cái là tư hoặc. Chữ hoặc là sai lầm. Sai lầm về cái tư hoặc là gồm có tham sân si mạn nghi. Đó. Cái tư lợi cho riêng mình, mình nghĩ cho riêng mình, cho nên mình bị sai lầm. Còn cái kiến hoặc là mình nghĩ, mình chấp chặt, cũng là cho mình, nhưng mà bởi cái thấy, bởi cái nhận thức sai lầm, gồm có cái sai lầm về cái thân, gọi là thân kiến. Sai lầm chấp chặt một bên thì gọi là biên kiến. Sai lầm về những cái tư tưởng tà giáo, sai trái cong quẹo, cho nên gọi là tà kiến. Chữ tà là cong quẹo nha. À, quý vị học pháp, nếu có duyên với tôi thì học chữ nào học nó gọi là quýt tẹt ra vậy đó, chứ đừng có nói vòng vòng. Chữ tà là cong quẹo, mà chữ chánh là gì? Là ngay thẳng vậy thôi, chứ đừng có nói vòng vòng. Rồi sai lầm về kiến thủ, giới cấm thủ kiến là mình chấp chặt những cái giới pháp của mình đã thọ, có khi mình chấp nó cũng khó thành ra khổ nữa. Rồi sai lầm về cái kiến thủ kiến, mình bảo thủ cái ý kiến của mình. Cho nên chư tổ nói là đệ tử chúng đẳng tự di chân tánh, uổng nhập mê lu, tùy sinh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm, thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tổ. Sở dĩ tất cả chúng ta ai cũng có tánh chân hết á, cái chân tánh hết, nhưng mà gì, do mình uổng nhập mê lu, mình rớt trong, mình lọt rớt cái nghiệp lực của mình, nó rớt trong cái khúc sông mê đó, cho nên tùy sinh tử dĩ phiêu trầm. Mình theo cái con đường sinh tử mà mình phập phồng. Cho nên không biết ông Như Hầu Như Thiều có nói câu gì, giết đuối người trên cạn mà chơi, lò cừ nung nấu sự đời, bức tranh vân cẩu vẽ người tan thương. Mình đang ngồi vậy mà mình bị chết đuối đó, chết đuối dưới nước vậy, chứ nó không lo ngại bằng chết đuối ngồi trên bờ, quý vị thấy ghê không? Mà lời nói đây là của một nhà nho, một nhà thơ đó nghe, chứ chưa nó tới Phật. Tôi mập cho nên tôi uống nước dữ lắm, không gì nào quan hệ cho tôi. Cái này nói thành thật nha. Vì vậy mà trong cái học đó, trong cái kinh quý vị tụng đó, thì có gì sông ái dài muôn dặm, là ái hà thì xích lãng đó, khổ ải vạn trùng ba đó. Cái sông ái nó luôn lúc nào nó cũng sao, nó sao lãng xích lãng. Khổ ải vạn trùng ba cái biển khổ, khổ ải vạn trùng ba cái biển khổ, nó đánh trùng trùng, nó đánh dập dìu vậy mà không ai chịu ra hết trơn. Trời, tôi cũng vậy, tôi cũng rầm nghĩ ra nó uổng hay sao. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng mà may mắn cái cuộc đời của mình sống thế gian này, quý vị thấy nhờ nó cái gì nè? Nhờ nó vô thường cho nên mình mới có tu, phải không? Chứ nó không vô thường chứ không ai chịu tu đâu. Vì vậy mà chúng ta rất có may mắn, có phước báo mới lọt cái thế giới loài người này. Tôi không dùng thế giới ta bà, mà tôi xin phép chỉ dùng thế giới loài người. Bởi vì cái chữ ta bà là dịch nghĩa là kham nhẫn, là chịu đựng. Tuy nhiên không phải tất cả chúng sanh loài người này ta đều là có chịu đựng hết đâu. Có người cũng giải thoát vậy, như Phật, phải không? Vì vậy mà mình dùng ta bà đó, giống như có khi mình cũng phải dùng gượng ép. Chứ ta bà là kham nhẫn, là chịu đựng.
Như vậy chịu đựng những cái gì? Chịu đựng những thứ bất bình nè, bất mãn nè, bất như như ý, mới gọi là ta bà. Nhưng có nhiều người đâu có chịu đựng thứ đó, đâu có cái đó. Cho nên tôi xin phép được thế giới loài người này rất may mắn. May mắn thứ nhất là chúng ta được sanh ra một cái cõi vô thường. Trời, vô thường sao may mắn ha. Mai nó vô thường đó, chứ thôi không vô thường là giết nhau hết rồi. Nó vô thường vậy đó, nhưng mà một lời nói ra thôi là đã làm sao? Đã bất bình, bất mãn, bất như ý rồi, phải không? Chứ nếu nó thiệt thì thôi làm sao sống nổi. May mắn thứ hai là thế giới loài người này bởi cái vô ngã, đúng không? Vô ngã là không có cái gì của nó tự sanh ra nó hết đó. Nó là một cái trùng trùng duyên khởi, vạn pháp này trùng trùng duyên khởi, cho nên không có cái tự nó sanh ra nó. Vậy mà mình còn bị cái bản ngã đó. Và may mắn cái thế giới này nó có thể làm cho con người trở về cái được cái an lạc. Như vậy thì rõ ràng là may mắn đó chứ gì. Chứ nếu nó là thường thì là rất là khó khăn. Nếu nó là ngã thì làm sao mà tu được. Thì vậy đó là tam pháp ấn nhà Phật dạy cho chúng ta, người đệ tử Phật chúng ta phải thấy. Một là gì? Vô thường. Hai là vô ngã. Ba là niết bàn. Quý vị mà đụng với tôi thì toàn là đụng danh từ Phật học không à. Tại vì tôi sở trường tôi có nhiều đó à nghe. Chứ còn mà cái tiếng Anh hay tiếng khác thì tôi không biết. Luôn cả triết học rồi tôi cũng không rành nữa. Vậy mà tôi khả năng tôi chỉ có một chút vỏn vẹn là nói về cái việc của Phật nói. Mà có khi nó cũng cài giật lắm. Nó khi là lâu lâu cái mình cũng xen cái ý mình vô, cái nó cũng dễ mất lòng người ta. Này tôi nói thành thật vậy. Vậy mà các vị nghe kinh á, nghe tôi giảng thì cũng phải ráng mà văn tư tù. Nghe rồi phải tư duy. Rồi cái nào đúng mới lượm bỏ vô cái trí não của mình để mà tu tập. Chứ còn khi nào tôi cài giật thì thôi đừng nghe. Hoặc nghe rồi quên đi. Bởi vì ba nghiệp nó chưa thanh tịnh thì chắc chắn có khi nó bị cái chi phối bởi trần lao phiền não. Nhờ cái tư tưởng Phật giáo Đại Thừa, nhất là trong Kinh Pháp Hoa đó, chứ nếu mà Đức Phật không cho phép các vị chưa đắc đạo và nói pháp thì chắc chắn là tôi chịu thua rồi. Thời Đức Phật khi mới thành tựu với cội Bồ Đề thì phải cái người đi đắc đạo rồi đó, đắc đạo quả mới được đi khất thực, mới được đi chuyển pháp luân. Nhưng mà sau đó cái tinh thần Phật giáo Đại Thừa thì nhờ Đức Phật khẳng định lại cái quyền làm Phật của tất cả chúng sanh. Vì vậy mà trong cái lúc qua Đức Phật nói á, nếu vị pháp sư nào muốn nói chánh pháp của Như Lai thì phải sao? Vào tòa Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa, vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Ôi không biết chừng nào tôi được điều đó. Nhưng mà rồi cái Phật cũng mở ra là gì? Dù ai có thể nói một câu, một kệ, một niệm tùy hỷ trong Kinh Pháp Hoa thì được gọi là Pháp Sư. À, may mắn chỗ đó, chứ không có chỗ đó là tôi chịu thua trước rồi đó. À, tôi cũng thưa với các vị là không biết cái nghiệp tôi làm sao á, mà ai mà nói sóc tôi là tôi nổi cáo à. Cái này thưa thiệt. Mà tôi ráng mà tôi đục, tôi đẻo, tôi cọ, tôi rửa gần 30 năm trời mà nó mới có vơi đi chút xíu thôi. Nó khó vô cùng. Nên vì vậy mà các vị biết cái tôi ráng cái gì giờ tôi cũng cười vậy, chứ có nhiều khi mà tôi quên cười một cái là tôi sụp xuống cái là không ai chịu nổi. Thành ra giờ cứ lâu lâu cái rồi có giống như điên vậy, gặp ai thôi cũng cười cái trở rồi, mà trong bụng thì nó cũng là nhiều rối bời ở trong đó đó. Cái này tôi chịu thật vậy, mình tu hành mình không có nói dối. Mà nhất là tôi là người miền Tây nữa, cho nên là nói thì nói thật. Chịu thật, có nhiều vị hỏi chứ thầy xuất gia lâu chưa, thầy tu lâu chưa, tôi nói tôi chưa có tu ngày nào hết trơn.
Rồi hỏi vậy thầy, ủa vậy sao thầy cạo đầu chứ? Tôi nói cạo đầu cho nó mát. Bởi vì xuất gia như các vị đó, các vị tập xuất gia chứ gì. Cô vậy chứ đâu phải ra khỏi nhà là đủ đâu, mà phải xuất thế tục gia, rồi xuất phiền não gia, rồi xuất tam giới giới gia. Ra khỏi nhà thì nó dễ rồi đó, mà thân ra khỏi nhà mà tâm có ra được chưa? Khó lắm, nội cái ra khỏi nhà thế tục thôi đã khó. Có 10 ngày chứ lâu lâu lén điện về, à con, à sao? À, chồng mày tuần này có về, về chồng con tuần này có về không? À, ủa rồi cháu nội của má có về không con? Nhưng rồi có gì nói má, má nhớ nó lắm mà tại má lỡ đi tu rồi nghe con. Ra khỏi nhà thế tục đã là khó, chứ đừng nói ra khỏi nhà phiền, phiền não. Bây giờ chứ phiền não là gì? Phiền thị nhiễu loạn, phải có cái bảng, các vị có viết thì phải có cái bảng. Phiền thị nhiễu loạn, não hại hữu tình, thị danh phiền não. Phiền thị nhiễu loạn là khi nào chúng ta thấy trong lòng chúng ta nó gợn sóng. Nó giống như cái tivi mà quý vị nhớ hồi xưa mà ở dưới quê mà bắt cái tivi mà nó cái hộp không? Như hộp é vậy đó. Rồi cái mình xây cái anten, cái rồi hồi nó giật qua, nó giật lại, nó giật cái mặt méo tên méo luôn, méo luôn, méo luôn đó. Đó là phiền. Phiền thì nhiễu hại mà. Vậy thì khi nào mà quý vị thấy trong lòng mình nó méo tới, nó méo lui, nó méo xuôi, nó méo ngược, gọi là phiền. Não loạn hữu tình có nghĩa là khi nào cái trí não của mình á mà nó luôn phân biệt, gọi là tình thức phân biệt mà. Ba hồi thương, ba hồi ghét, ba hồi phải, ba hồi quấy, ba hồi tốt, ba hồi xấu, ba hồi thiện, ba hồi ác. Nó không có đứng yên cái tâm thức của mình. Cái đó mới gọi là phiền, phiền não. Để thôi quý vị không biết rồi, cứ nói ồ phiền não quá, khổ phiền não là gì, nó không được nha. Phiền thị nhiễu loạn, nhiễu loạn thì tài định nghĩa như vậy, có gì rõ chưa? Não hại hữu tình, thị danh phiền não. Chữ tôi viết không được đẹp, cũng có nghĩa nha. Đó, mà cái phiền não này nè, trước mắt đó là nó có thứ nhất là nó căn bản phiền não. Căn bản phiền não nó gồm có mấy thứ rồi đấy, thì bài nói nè, nó có sáu thứ. Chi mạc phiền não. Chi mạc là cái gì của gì? Căn bản là tội gốc. Chi mạc chi là gì? Chi mạc là cành lá nhấn nhóc trồi tượng á, thì nó có 20 thứ đó. 20 thứ thì tôi đọc cái gì nhớ đi được ghi nhớ nè, gồm có phẫn hận khú não tật sang cuốn xiểm hại kêu vô tàm vô quý điều cử ông trầm giải đại tán lọ phật giả cấp nghệ bất chánh kinh đi. Thật sự tôi học, quý vị đừng có nghĩ tôi giỏi quá, tại hồi nhỏ với thầy dạy bắt buộc tôi học phải vậy đó. Cho nên những thầy nào đi vô chùa trước năm 95 là học vậy đó, học hết thuộc lào vậy chứ thôi bị đòn. Chứ đừng nói là ô thầy đóng giỏi không, thầy kia không có. Vì cái thời đó chúng tôi học phải vậy, nó chỉ có sở trường nó có nhiêu đó à. Hãy nói phiền não phải biết hai cái thứ này. Rồi từ cái căn bản thì não, chi mạc thì não mới chia ra gồm có đại chi mạc này nè, nó mới chia là ba, 20 thứ để chia là ba, thì nó mới có là đại tùy phiền não, trung tùy phiền não và tiểu tùy phiền não. À, cái đại tùy phiền não á thì nó gồm có ban đầu là hận hận khú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu là 10 món đầu.
trung tỳ phiền não nó gồm có hai thứ là vô tàm vô quý và tiểu tỳ phiền não nó gồm 8 món sao, nó thành ra 20 thứ. Mà 20 thứ này nó là cành lá hay là cái khác hơn đó là con đẻ của 6 phương trời. Nhưng mà bây giờ tôi xin nói gọn một điều nữa đó. Sáu thứ trên là có tham sân si mạng nghi và ác kiến à, nhưng mà thật ra đó nói một nó cũng là sáu luôn đó nghe. Hãy nói tham thì trong đó nó có sân, có si, có mạng, có nghi. Như vậy thì sáu thứ này thì quý vị thấy tưởng đâu đó là cái chữ si là độc nhất chứ không phải một món mà nó có thành sáu. Mà bây giờ quý vị tham thì nó bắt nguồn từ con mắt, thấy không? Con mắt thấy à, tôi thấy cô nó đẹp cho nên tôi khởi lòng thương. Hay là bữa nay tôi ra chợ tôi thấy cái hộp kim cương kia tôi vừa ý quá cho nên tôi muốn. Hay là tôi muốn lấy thì gọi là tham. Nó bắt nguồn từ con mắt. Sân nó bắt nguồn từ cái gì? Tao nghe nó nói là tao mắc ghét rồi. Nghe không? Có một từ của ta nhưng mà thằng si này nguy hiểm. Chữ si dịch nghĩa cho rốt ráo cái nghĩa là có nghĩa là sự ích kỷ. Hồi đó giờ cứ nói tới nó lúc nào là si là vô minh, rồi nói nặng nề hơn là ngu muội, là cái hôn ám nó kia mãi, mà dịch ra là sự ích kỷ. Sở dĩ con người chúng ta có sự ích kỷ cho nên ta mới có tham, có sân, có mạng, có nghi và có ác kiến. Thì từ đây về sau này chúng nhớ cái chữ si chưa? Hãy mỗi lần cái tâm mình mà khởi lên một sự ích kỷ thì biết mình đang bị si mê. Mà si mê lầm lạc gì đó, chúng con bị si mê lầm lạc thì sao? À, cho nên không thấy nẻo về. Tình ái si mê tù trong lục đạo. Cái bài đó đâu quý vị ha? Nhớ không? Nhớ đâu quý vị? Cái bài Khánh Đản. Thấy không? Chúng con bị si mê lầm lạc cho nên không thấy nẻo về. Bởi tình ái si mê với tù trong lục đạo. Giờ thầy trò huynh đệ chúng ta đang ở tù đó. Đang ở tù trong lục đạo. Tù trong sáu nẻo đường. Chứ đừng tưởng mình ở gì là mình ngon nghe, ở tù. Mà tù ra tù lớn. Còn nếu làm tội, làm tình mà phạm pháp luật nữa thì vô tù. Tù nhỏ, nhà tù. Chứ còn ai cũng đang ở tù hết. Đủ thứ tù. Có chùa lớn là ở tù. Tù lớn. Nói gì cũng tới mới đi xin tiền buồn. Nó khổ lắm chứ có chùa rồi sao tối nay là xong phải đi tắt đèn, tắt quạt, đóng cửa. Rồi thằng ngủ hồi cái không biết rồi ta có đóng cửa chưa, tắt đèn chưa. Dầu là không phải cho mình, cho tinh thần đại chúng nhưng vẫn bị chi phối. Tôi nói không có ý gì nha. Nhưng mà cái trách nhiệm của người trụ trì là phải sao? Bảo vệ của tam bảo. Tôi nói rõ ràng là làm ơn nghe có đầu có đuôi nha. Như vậy thì hiện tại nói sơ sơ vậy thôi. Bởi vì Hòa Thượng Viện Chủ có đề nghị là chư Tôn Đức các vị giảng sư nên giảng những cái căn bản, những cái sơ cơ cho Phật tử rõ biết khi đến chùa học đạo. Vậy tôi cố gắng tôi nói những cái đơn giản như vậy, quý vị có quan hỷ không? Bây giờ nếu nói mà còn thời gian mới trả lời câu hỏi nha. Nói chừng nào mệt mà tôi thấy quý vị mà ngồi lừ đừ là tôi không nói nữa. Quý vị cứ việc mà hết muốn nghe thì cứ làm bộ gục lừ đừ đi. À, thưa đại chúng, cái là giáo lý nhà Phật, một cái thứ giáo lý rất là rõ ràng, một cái nền chân lý rất là rõ ràng, một cái lời giáo dưỡng rất là rõ ràng để cho con người vượt cái trần lao sanh tử để đến bến bờ giải thoát, vượt cái biển khổ mênh mông, sông ái muôn trùng để đến cái bước đường an lạc giải thoát. Vì vậy, cái điều mà tôi nói không biết quý vị có đồng ý không? Người tu nào
không có an lạc là tu sai rồi. Người nào mà tu không có sung sướng là tu sai rồi. Người nào mà tu không hướng đến đích giải thoát giác ngộ là tu sai rồi. Nên vậy tu có ý để có cái gì? Có an lạc. Tu có ý để có sung sướng. Tu có ý để có giải thoát. Nói vậy đừng nói tu sướng phải. Tu không có sung sướng là sai rồi. Vậy mà cái bài niệm hương đó, thứ nhất niệm hương phi sắc phi không, thị chân thị giả. Tu là phải thấy được cái tâm mình nó rộng, nó bao rộng để mà thấu được cái cõi phi sắc phi không thấy phi sắc. Cho nên vậy mà có hòa thượng đặt bài hát là gì? Ai biết được lòng tôi thảnh thơi, lòng sáng hơn sao trời, trông ra xuyên suốt không gian 3000 đại thiên, thù nhiếp vô trong một di trần. Không có giọng nhưng mà muốn cho quý vị thoải mái chứ. Cho nên tu là phải thảnh thơi. Như vậy là trong này nếu vị nào chưa thảnh thơi mà còn ràng buộc thì gọi là chưa biết tu nghe. Như vậy tu của chúng ta đó, thật sự nó phải trải qua 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất của các Phật tử đến với chùa, đến với đạo, là quý vị biết tu cái gì không? Thứ nhất chúng ta đến với đạo là chúng ta tu hiền. Như vậy ai còn giữ đâu đưa tay tôi coi. Thứ nhất là chúng ta tu hiền. Như vậy thì bây giờ ai chưa tu hiền thì bây giờ cố gắng phải sao? Cho hiền. Hồi xưa ta chửi cha mình thì mình chửi ông. Ông nội bây giờ mình tu rồi mình chửi bố thôi. Thôi cái vui rồi, tu thứ nhất là tu hiền rồi, bây giờ tiếp tục tu gì? Tu thiện. Bây giờ mình làm điều lành, mình nghĩ điều lành, mình nói điều lành. Ban đầu đó, mình mới tu đó, trong nhà thiền có câu ngậm miệng cho nó móc cũng không có tội lỗi gì. Mà bây giờ mình có cái bệnh, mới vô chùa tu vài lần, đọc vài cái quyển kinh, vài câu kinh thôi là bắt đầu là mình nói lung tung beng, có không? Nói như là người tiếng thánh rồi. Vậy mà các mấy vị mà nói con tu con tỏ đạo rồi, tôi dịch thường là tôi nói tỏ đạo là tạo đọ. Mới sáng sớm nó đọ rồi, vừa mở miệng ra nó đọ rồi. Cho nên thứ hai là phải tu thiện. Khi tu hiền mình thuần thục rồi thì bắt đầu mình nghĩ điều lành thì mình mới nói được điều lành, mình mới làm điều lành. Chứ còn phải tới chùa bố thí cúng dường chưa đủ đâu, cái đó là tu phước thôi. Mà tu phước thì nó dí như mũi tên bắn. Mà quý vị biết cái mũi tên, mũi cung mà phương ra rồi, dương cung ra bắn rồi thì nó muốn rớt đâu nó rớt. Có nhiều khi mình làm thiện rất là nhiều, nhưng mà mình nổi xung thiên lên, mình rủa xả thì nó mất hết tất cả phước lành. Cho nên ban đầu là mình phải khép mình trong vấn đề tu hiền. Mà muốn tu hiền là phải ngậm cái miệng lại, bị khẩu khai thần khí tán, động thiệt thị phi sanh. Thế mà cái khẩu mình nó mở ra thì cái thần khí mình nó sao? Nó tán loạn. Mình chưa có hiểu biết, chưa có thần thục mà mình mở miệng ra là nói chuyện trên trời dưới đất không? Mới tu vài lần mình đã tu nằm trên bao, mình thấy Quan Âm về biểu tôi làm cái này, biểu tôi làm cái nọ. Rồi có nhiều vị tôi nghe mà tôi hết hồn. Nói thầy biết không, con về Việt Nam nó Quan Âm che cho con từ ở Hà Nội, từ ở Sài Gòn ra tới Hà Nội. Rồi tôi nghe cái tôi nói tôi đầu hàng luôn, tôi vậy hả? Khô hoặc. Quý vị thấy có người đó không? Có hạng người đó. Có đó là sai không? Cho nên vậy mà tôi khuyên đại chúng, nếu mình chưa có tu nhiều thì đầu tiên phải là ngậm
ngậm cái miệng lại mà để nhiếp tâm chánh niệm, gọi là tu thiền. Và bây giờ khi mà mình cảm thấy mình hiền hiền rồi đó, đó hồi xưa mà mình chưa biết tu thì mình hơi dễ bề này kia nọ. Bây giờ mình biết tu rồi cái nó có thân tướng hiện ra nha. Thật ra tôi hồi nhỏ xấu, tôi nói thiệt chứ tôi không có giống đó. Cái là không ai thương hết trơn, tôi là tôi nói thiệt vậy đó. Cái là tôi lúc đó cũng hồi nhỏ mình đâu có biết gì, thầy tôi có biểu đó thôi, ông nên niệm Phật đi. Mà tôi giờ niệm Phật gì cho coi cho nó đẹp thầy, niệm Phật gì mà để cho nó thấy là thương này. Thì thầy tôi mới đưa ra cái cuốn sách có cái câu Nam Mô Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Phật. Tôi không biết ông Phật đó là ai mà thầy nói ông Phật đó là ông Phật Hỷ Kiến đó, cứ niệm riết đi là đẹp thầy. Bây giờ thì nó chưa đẹp hơn ai nhưng mà nó coi được chút. Nhưng mà nhờ hồi nhỏ đó mình vô tình như vậy mà bây giờ khi mình hiểu cái lý ra mình khó tu hơn. Hồi đó không biết ông Phật Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến là ai, cho tới khi bây giờ được đi học được kia nọ là được tư duy cái là biết đâu có ông Phật đó, mà ông Phật đó là ở tâm mình. Mình làm sao mà mình nhất thiết là gì, là hết thảy chúng sanh là tất cả mọi người chứ gì. Hỷ kiến là thấy mình được vui, nhưng mà muốn thấy mình được vui thì mình phải vui trước cái đã. Tại hồi đó ai đụng tới tu là tu quạo, tối ngày mắt sụp xuống mỏ sụp ra vậy không. Họ nói chuyện nó giống như là phan ngang bữa tuổi gì thì ai thương được. Mà lúc đó thật ra tôi không dám tiếp ai hết thầy, tôi biểu á, ông chưa có duyên mà để cho người ta mến thì ông nên đừng có nói chuyện. Ông nên lo ông niệm cái danh hiệu đó đi, mà tôi cứ là chú tâm tôi niệm mà tôi tưởng tượng con Phật đó thiệt. Ai ngờ đâu niệm thời gian thì bị gì lo niệm, thì niệm thời gian cái mình lo mình chú tâm mình niệm thì mình đâu có nói bậy. Mà ông nói bậy thì bắt đầu từ từ cái miệng mình nó không có nhúc nhích được. Nó khổ lắm. Mấy người mà thân tướng mập mập như tôi thì hạ không ăn thì nói, mà không nói thì ăn nó làm gì suốt ngày. Đó là sự thật. Thầy nói niệm ông Phật đó thì bây giờ các vị đó mà cảm thấy mà mình nói mà người ta chưa có quan hỷ á, nên niệm ông Phật đó đó. Thôi thì tôi nói xin tôi thay vì tôi không nên nói thẳng như vậy, mà tôi đã nói rồi thì quý vị đừng có mất lòng tin nghe, cứ tin, cũng vẫn tin là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Phật. Chứ Phật là tỉnh thức, chứ Phật là giác ngộ. Cho nên á, nhiều khi sánh lại thì tôi không có qua đây mà tôi nịnh hót tánh, tôi không có chịu tu nịnh. Nhưng mà tôi nói so lại với thầy Pháp Hòa với tôi á, thì thầy Pháp Hòa có cái phước báo hơn nhiều. Lời nói cái dễ thương, thân tướng dễ coi cho nên nhiều người thương còn tôi thì... Vậy mà trong này quý vị cũng tập, bây giờ quý vị nào mà giống tôi á, thì hãy nhìn tôi. Giống thầy Pháp Hòa thì nhìn thầy Pháp Hòa. Mà nếu ai mà giống tôi thì cứ niệm ông Phật đó. Hồi đó tôi niệm Phật đó, Nam Mô Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Phật. Thế thì tôi chia sẻ là chân thành vậy thôi. Đó vậy mà ý niệm vậy mà tới giờ cũng còn chưa phải ai cũng thấy mình vui hết đâu. Dầu mình tôi có thay đổi, mình có cái tâm mình nó có chí thành, nhưng mà nó còn kèm theo cái nghiệp báo. Nghiệp báo ví dụ như tại trong hội chúng này nè, mấy trăm Phật tử thế này nè, nhưng mà biết đâu thương tôi, trong này có một người thấy tôi nói cỡ nào cũng thấy ghét, thì biết tôi với người đó là kiếp trước có quan gia gì cái gì. Mà hãy có quan gia cái chủ thì chắc chắn sẽ có gặp nhau, chứ phải trong này ai nghe tôi cũng thương tôi hết đâu. Như thấy không? Vì vậy mà mình kiếp này mà mình đi đâu người ta cũng ghét, người ta cũng chọi, người ta cũng chửi, là tại kiếp trước mình cũng từng chọi chửi gây quan gia với người ta. Ngay cả Đức Phật khi còn tại thế, Phật đi tới một cái khu làng đó, trong một cái khu làng đó mà nơi của nước Ma Kiệt Đà, nó chửi Phật quá trời. Coi như đi tới đó nó lấy đá nó luyện, nó lấy cây nó chọi, nó dí, nó chửi, nó làm lung tung beng hết trơn.
mà trong khi ông vua của nước đó thì lại đệ tử Phật. Thì tôn giả A Nan mới nóng lòng, nó bạch Thế Tôn, tại sao Thế Tôn không nói một câu thôi thì nhà vua ra lệnh là cái xóm này coi như nó không dám như vậy nữa. Đó. Nhưng mà Đức Phật nó không cần đâu A Nan, tại vì chúng sanh đó nó chưa có duyên với ta. Thì A Nan mới giật mình, vậy thì Như Lai Thế Tôn là một người phước đức trí tuệ đầy đủ như vậy, thầy của trời người như vậy, mà tại sao chưa có duyên? Tại sao như vậy? Sao chúng sanh gì mà căn cơ thấp kém quá? Cuối cùng Đức Như Lai nói, họ có thầy của họ rồi, ông khỏi lo, họ có thầy của họ rồi, ta không phải là thầy của họ. Thì về tới tỉnh xá thì Đức Phật mới nói, một Kiền Liên, ngày mai ông tới cái khu vực đó, ông độ đệ tử ông đi, đệ tử ông ở làng đó. Thì đúng như rằng sáng hôm sau, một Kiền Liên ôm bác đi khách sạn, thì vừa tới cổng làng thôi thì bao nhiêu người ra đón rước, quỳ mọp cung kính lễ bái. Thì ngã nan mấy điều này, ngã nan Đức A Nan mới thắc mắc, tại sao mà Đức Như Lai Thế Tôn là một người thân tướng đầy đủ phước trí đầy đủ như vậy, mà tại sao chúng sanh nó thấy nó không thích, nó không mến, nó không ưa? Còn nói xin lỗi quý vị, thì tôi nói quý vị đừng có buồn, nghe tôn giả Mục Kiền Liên ngày xưa xấu hơn tôi nữa. Không phải tôi đem vị thánh tăng ra tôi nói, bởi vì tại sao tôi mới dám nói như vậy? Mục Kiền Liên ngày xưa là, nếu nói về lịch sử là người Ấn, mà ổng là râu ria tùm lum, mà lên cung trời thuyết pháp với cung nữ, nghe nói Mục Kiền Liên lên thuyết pháp, tưởng đâu ngày Xá Lợi Phất, ngày A Nan mừng lắm, ra để xem cái thanh tướng. Ai về ra thấy tôn giả Mục Kiền Liên, cái mấy cô tôn nữ, mấy cô tiên nữ hướng cái dán mạng vô, hướng cái dán mạng vô. Tôi là một người giảng xong thời pháp, giảng thành thông đốt cung điện ta. Tới kỳ sau cung trời với chư thiên mới thỉnh Phật cho chưa thánh tăng lên thuyết pháp, thì họ có lọn câu mà nó thỉnh ai thỉnh, đừng thỉnh thầy Thiện Tài. Ủa phải thỉnh ai thỉnh, chứ đừng thỉnh một Kiền Liên. Ủa, ngài cho ai lên đây chứ ngài đừng cho một Kiền, ngài một Kiền Liên nghe. Thì Đức Phật hỏi sao vậy? Nó tại thanh tướng ổng xấu quét à. Ông lên làm cái là mấy tiên nữ thấy ông xấu quá, họ dán màn, họ thấy, họ đi vô, thấy mà vô, ông giận quá, ông giận xong đốt cung điện ta. Vậy mà giờ mà Thế Tôn cho lên nữa là con say không có nổi. Thì vậy tôi mới dám nói là tôn giả Mục Kiền Liên ngày xưa xấu hơn tôi. Vậy đó mà tới cái làng đó, nó quỳ nó mọp từ đầu làng tới cuối làng ra, nó cung nó đón, nó cung kính, nó đòi xin xây tịnh xá này kia nọ, làm Đức A Nan cũng nóng rò lòng. Nói tại sao một Kiền Liên như vậy, ngài tôn giả một Kiền Liên như vậy, mà đại đức một Kiền Liên như vậy mà có cái duyên vậy? Phật nói tại vì cái tiền thời Đức Phật Ca Diếp Ba, một Kiền Liên cũng là một vị đã phát tâm Bồ Đề, đã xuất gia rồi. Thì ngày hôm đó cái vị thầy đó, cái năm đó tại cái khu rừng đó, nó bão lụt quá nhiều, cho nên những cái cành cây nó gãy đổ, thì trên những cành cây đó nó có những đàn kiến. Thì khi mà cái đàn kiến đó nó bị cành cây gãy đổ, nó trôi, thì nguyên một cái đàn kiến đó nó bị trôi theo để nó phải chết. Nhưng mà lúc bấy giờ có một vị sa môn thấy như vậy, thì lấy cái cành cây khác nó quèo cho cái đàn kiến nó leo lên để cho nó được còn sống sót. Thì ông có thấy không, trong cái làng đó kẻ da vàng kẻ da đen, ai da đen là kiến đen, ai da vàng kiến vàng. Đó, nhờ cái duyên làm ơn như vậy mà bây giờ nói với nhau mới nghe. Thành ra tôi cũng tự xét mình nữa. Có nhiều khi tại sao mình nói có người nghe, thì tại vì mình với người đó nó có ơn nghĩa với nhau. Có nhiều khi tại sao người ta, mình không có làm gì người ta mà ta thấy mình người ta ghét, là tại vì kiếp trước mình gây quán thù. Tôi tự xét tôi thì thiệt, kiếp trước tôi cũng nổi sân, nổi si, nổi dịch lắm, cho nên kiếp này chắc chắn nhiều người ghét. Đó là lý đương nhiên như vậy. Vì vậy mà quý vị biết nó có câu Phật quá hữu duyên nha. Vì vậy mà trên tinh thần Phật dạy đó, thì cái điều thứ hai là chúng ta phải tu thiện. Và cái điều thứ ba chúng ta bước lên một bước nữa là tu thiện. Chưa tới giải thoát đâu. Mới là thiện mà đầu giải thoát.
Trời ơi, vô các chùa, vô xin cúng tượng Phật phải ghi tên con à. Rồi có nhiều vị vô cúng tượng Phật, tôi về tôi nói xin lỗi, tôi có thấy một cái chùa cúng Phật là ghi tên người, không biết giờ tới dòng luôn có ghi không nữa rồi tôi nói được. Rồi cái là mình rủ bạn mình vô, chị cái tượng đó tôi cúng cái tên tôi đó. Cái bữa đó tôi cũng đi tình cờ, tôi đi giảng, tôi nghe cái rù rì rì nhá, tôi hỏi gì vậy, nó giả tượng nó con cúng đó, tôi nói vậy con cúng, đem về nhà thờ. Nó khổ vậy đó, nó không có được cái mới tu thiện mà đâu giải thoát sao được, phải không? Cho nên bây giờ phải tu thiền. Chữ thiền dịch ra là tư duy tu, hay nói chung là định, hay nói với cái nghĩa khác là tĩnh lực. Mà muốn tu thiền này thì nó phải trải qua ba giai đoạn, gọi là chỉ, quán và thiền na, chứ không phải tự nhiên tu thiền liền đâu. Chỉ có nghĩa là dừng lại, làm bao nhiêu việc rồi bây giờ mình phải dừng lại, mình cắt đứt cái duyên ở quá khứ và đừng có mơ tưởng cái gì ở tương lai, mà phải dừng ngay hiện tại. Có nhiều khi ngộ lắm, cái ký ức con người nó kỳ lắm. Bây giờ ông chồng mình lên ngồi trên bàn thờ rồi, vậy mà có nghĩa là ông chồng mình năm nay 90 tuổi gì đó, mình 86 tuổi rồi lên bàn thờ rồi, mà bữa đó đứa con mình nó chở mình đi chợ, tình cờ mình gặp cái câu bồ cũ của chồng mình hồi xưa, đi về tự nhiên xéo sắc luôn, bữa nay tôi ra tôi gặp nó đâu. Mấy đứa con không biết là má mình sao tự nhiên má mình đi chợ về mà theo lẽ má mình vui, sao má mình buồn buồn, cứ theo cứ hỏi má có chuyện gì buồn không, má đau bụng mà sao má không nói, cái nào hỏi riết hồi nãy, hồi nãy tao ra tao gặp cái cô đó, là tao gặp cái con đó, sao tự nhiên tao nhớ mày, tao nhớ mà con à, má nhớ hồi xưa đó, nó ba bê mê nó lắm, tưởng sao giờ ba bê ngồi bàn thờ rồi, vậy thì sao chỉ được, cho nên phải dừng cái tâm mà buồn bã hận thù đau khổ trong quá khứ, luôn cả sự vui mừng cũng phải dừng. Rồi bây giờ quán là mình nhìn thẳng vào sự thật, chứ đừng có ngồi tưởng tượng rồi có quan âm điển trên đầu rồi có này kia, là cái đó là tà quán. Quán mình nhìn thẳng vào sự thật, mà nhìn thẳng vào sự thật của cuộc đời này là không, là vô tướng, là vô nguyện, gọi là tam quán, là không, vô tướng, vô nguyện, hay là còn không vô tác vô nguyện cũng được, không vô tác vô nguyện, nói mình nhìn thẳng. Không đây đó, nó phải không phải là mình chấp cái không như lông rùa sừng thỏ, mà không đây là không thực thể, không trường tồn, không cố định, không vĩnh cửu. Cuộc đời này nó không có gì trường tồn, nó không có thực thể, nó không cố định, nó không vĩnh cửu. Để chi vậy? Để trở về cái lý trung đạo của nó. Hễ nhân duyên sanh, nhân duyên hợp thì gọi là sanh, mà nhân duyên tan thì gọi là diệt. Hết sanh rồi diệt, hết diệt rồi sanh, sanh sanh diệt diệt trong cái bầu vũ trụ bao la này. Vì vậy mà chư tổ nó kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định trị, ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tầm vi nhẫn nhục tiên. Nghĩa là diệt sanh tử nói sao cho cùng số, tử rồi sanh, sanh tử lững lờ trôi. Bằng chứng bổn sư ta đã nhiều kiếp phát tâm lành, từng làm tiên nhẫn nhục tu hành, thời Đức Nhiên Đăng cổ Phật. Vậy thầy của Phật là Đức Nhiên Đăng, là từ quá khứ xa xưa vô lượng kiếp như vậy, Phật có mong cầu thành Phật liền đâu. Như vậy là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh. Như vậy thì hiểu được cái cuộc đời này thì cứ việc mặc tình nó trôi.
nó cứ nó trôi. Miễn làm sao cái tâm bồ đề của mình, cái tâm tỉnh thức của mình mỗi một đời như vậy nó phát triển lên, đừng cho nó thối mầm, đừng cho nó lui sụp là được. Như vậy thì đường tu ta cứ tu, ai niệm Phật ta cứ niệm, ai ngồi thiền ta cứ ngồi, ai trì chú ta cứ trì. Đừng có chấp vào một cái pháp môn nào của riêng mình, cái gì còn của mình là còn sai lầm. Vì vậy mà trong triết học Phật giáo nó câu gì? Bao nhiêu triết lý đồ sộ của đạo Phật chỉ nhằm cái đánh đuổi cái chữ của ở trong não mọi người. Cái gì thuộc câu đó chưa? Bao nhiêu triết lý đồ sộ của đạo Phật chỉ nhằm đánh đuổi cái chữ của ở trong não mọi người. Thế còn cái của cũng là, còn chất cái có mà không thấy được cái không thực thể, không tác giả, không trường tồn, không cố định. Và cái thứ hai của quá là vô tác. Vô tác là không có tác giả. Như như một cái cành hoa này, hỏi từ đâu mà có, và ai cũng nói từ đất có. Nhưng mà nếu đất không thì làm sao nó có hoa? Nó phải có người trồng, nó phải có cái nhân ban đầu của nó là cái hột hoa hồng vân vân. Rồi bây giờ trong cái hoa này nếu mà có người trồng, có nhân, có đất nhưng mà không có nước thì nó sống nổi không? Rồi có nước mà không có mặt trời nó sống nổi không? Có mặt trời, có nước, có đất, cái này kia mà không có bàn tay con người thì có cái hoa này không? Rồi bàn tay con người từ đâu có? Từ cha mẹ mà thanh con người đó, rồi cha mẹ con người đó từ đâu có? Từ ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, ông nội bà ngoại, ông nội bà nội từ đâu có? Cho nên vô tác là như vậy, nó không có tác giả. Như vậy đó, mình biết như vậy đó. Vậy chứ một hồi mà rủi mà quý vị mãi đây, cái bình hoa này hồi thầy giảng xong là tôi thỉnh về nhà của tôi vậy. Thả thêm cái chữ của tổng là nó sao? Nó đau khổ. Hỡi các bậc hùng anh tiền tài và danh vọng, ai có thể mua được đó hoa lan trong buổi héo tàn? Dù hùng anh, dù tiền tài, dù danh vọng, nhưng không có ai dạy dọt mua đó hoa lan trong buổi héo tàn. Thì cuộc đời nó cũng vậy, có cái gì tươi mãi ở đâu? Nhưng mà xin các bạn nhìn lui quyển thân, đời đã hơn nửa đời, nhân sinh vô ngã vô nhân tựa hồ không qua, vùi thủ chi giấc đêm canh dài. Nhân sinh vô ngã vô nhân, nó không có ta, nó không có người. Vậy mà ta bao nhiêu lần làm chấp trong cuộc đời này. Vì vậy mà trong kinh Địa Tạng nói nhất nhật nhất dạ vạn tử vạn sanh, có một ngày một đêm thôi mà muôn lần sống chết, như thế nghe ghê không? Nhất nhật nhất dạ vạn tử vạn sanh, một ngày một đêm muôn luôn lần sống chết. Cái tâm chúng ta nó luôn luân chuyển, nó luôn thay đổi từng sát na. Nhưng mà mai thay là đạo Phật biết rất rõ ràng, dầu nó luân chuyển, nó luân chuyển trong từng sát na mà nó không vượt qua bảy thứ, gọi là gì? Hỷ nộ ai thủ ái ố nhã dục, vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn. Rồi cái hết cái tới muốn là cái nó trở lại vui mừng buồn giận, nó liên tục, gọi là nhất nhật nhất dạ vạn tử vạn sanh. Vậy mà cái điều thứ hai của chúng ta tu thiền mà phải quán là bản vô tác, rồi cuối cùng vô nguyện. Vô nguyện thôi, cái này tôi không nhớ dài, nó dài nó đụng chạm cho lắm. Bây giờ thời kinh nào cũng nguyện hết trơn à. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Thôi bây giờ tôi xin phép là quý vị, tôi nghĩ là trong này chưa có thể tất cả mọi người đều tiếp nhận tới cái lý gọi là đốn giáo được, thì tôi xin ngưng, tôi không giảng chỉ vô nguyện.
Rồi bây giờ cái bước cùng là tu thiền, cái về định này. Chỉ quán cái định. Rồi bây giờ thiền rồi, cuối cùng khi nào chúng ta tu thiền mà nó thuần thục nữa, nó thành tựu được, cuối cùng mới nghĩ tới vấn đề giải thoát thì gọi là tu. Tu gì? Tu huệ. Có trí tuệ mới có giải. Giải thoát. Không có trí tuệ thoát đi đâu. Nó ràng tùm lum mà không biết đường mở cái gút thì làm sao mà thoát được. Chữ giải thoát, chữ giải là cởi, mà chữ thoát là mở thôi. Cởi mở cái gút của vô minh, cởi gỡ cái gút của tham sân si, cởi gỡ cái gút của ích kỷ. Khi mà cởi cái mức gút rồi thì giải thoát vậy thôi. Bây giờ chúng ta đang bị ràng buộc đủ thứ. Ràng buộc nhất là năm cái món lớn là tài sắc danh thực thì, rồi gom lại là tình tiền danh lợi, rồi gom lại là danh và lợi thôi. Đó, mình phải nhớ rõ những cái vậy thì mình dễ dàng lắm. Tới đây nghĩ được chưa? Bây giờ thôi nghĩ đi, nghĩ coi cái câu hỏi nào có lý trả lời chơi. Hồi nãy giờ xin quý vị là quan hỷ nghe đây, là quý vị tu là tôi nãy giờ tôi nói ra là tôi nói chơi thôi nghe. Rồi bây giờ mình an lạc vui cười một chút để chi? Để chơi. Nên vì bé Hòa Thượng nói cũng hay á, giờ chúng ta đang sống chơi nè. Ăn chơi, mặc chơi, tu chơi, thở chơi, bệnh chơi, chừng nào muốn chết nữa chết chơi. Quý vị nào mà có kiến phải hai đậu không? Đó, mới 42 tuổi mà con mắt nó cà giật rồi đó. Chữ vậy là không thấy nè. Chứ ai có kiến hai đậu cho tôi mượn coi cái. Đây là có là hai vị đưa cái, tôi lấy vị này không lấy, không mượn vị này, mượn vị kia cái buồn nữa à nha. Trong đời nó khổ vậy đó. Cho nên tại sao mà câu tôi buồn, không biết vì sao tôi buồn. À, có nhiều câu hỏi nó coi như là tôi chưa biết thì tôi không trả lời. À, kính bạch thầy, kính xin thầy dạy cho con được rõ, nếu có người chưa quy y và không thích quy y, khi lâm chung nếu gia đình quy y cho người ấy thì hương linh có phiền não mà không được siêu sanh không? Con kính cảm ơn thầy. À, tại vì có nhiều vị thì chưa quy y và không thích quy y là tại vì người ta chưa có thấu cái, người ta chưa có muốn rõ, chưa có thấu rõ cái ý nghĩa của chữ quy y. Thì như vậy ta chưa chịu quy y, hoặc là ta chưa có duyên gặp được một vị thầy của họ. Tuy nhiên nói vậy chứ một ông thầy phải có cái duyên mới độ Phật tử được. Đó. Thì nhiều khi ta chưa gặp thầy, biết đâu một ngày nào đó ta gặp một vị nào đó là thầy thì sao. Nhưng mà bây giờ gần chết rồi, khi lâm chung nếu gia đình quy y cho người ấy thì hương linh có phiền não không? Chết rồi còn gì nữa là phiền não. Trả lời thẳng thôi. Bây giờ tôi trả lời theo tinh thần của Phật giáo Đại Thừa là chân lý á, thì ngũ quẩn nó dai, dai không. Cho nên còn đủ năm quẩn đây mà không làm gì được, còn có một quẩn làm cái gì. Thành ra có phiền não cũng ngồi bàn thờ rồi. Lúc này là coi như là không còn nói tới phiền não nữa thôi. Thì y như thủ tục mà làm thì không sao hết trơn á. Biết đâu lúc đó đó tiền lộ mang mang, vị tri hà giảng. Lúc mà họ chết rồi họ cuốn cuồng mà không biết đi về đâu, thì gia đình rước ông thầy nào đó lại quy y, thì họ thấy lúc họ sợ biết họ quy y được cái phước không chừng nữa. Có gì hiểu không? Cho nên không sao hết, y thủ tục vậy mà suốt biết. Câu thứ hai, kính thưa thầy, xin thầy quan hệ giải cho con một nghi vấn. Con có nghe một người nói lúc Đức Phật nhập Niết Bàn, Ma Dương có đến nói với Phật rằng khi ông không còn nữa tôi sẽ cho con của ông
Chúa cho con của tôi trà trộn vào tăng đoàn của ông để phá. Xin Thầy cho biết câu chuyện này có thật không hay là bịa đặt mãi mãi. Kính cảm ơn Thầy. Thì thưa quý vị, câu này nếu trả lời là không sự thật thì cũng không trúng, mà nếu trả lời sự thật thì cũng chưa phải là đúng. Hôm qua tôi có chia sẻ với quý Thầy á, cái chữ này qua tôi có chia sẻ với Thầy cái ma ba tầng hay là ma vương á. Bởi vì khi mà Đức Phật thành Phật rồi chứ không phải Niết Bàn, thì trước khi Đức Phật thành chánh giác thành đạo Bồ Đề thì ma vương hiện ra, nào là sắc đẹp, ví dụ vậy. Mình nói đi đừng cái nó hiện ra ma nữ tội nghiệp ta, sao biết ta ma. Hiện ra những cái thứ cám dỗ, mà những cái cám dỗ đó nó biểu hiện cho tài sắc danh thực. Thì mà con người đâu phải ai cũng muốn hết. Danh thì Đức Phật theo lẽ không đi tu là thái tử thì ngài đã bỏ rồi thì đâu có cái danh. Ăn mặc ngài đã bỏ rồi thì mới nghĩ lại con người thì thường nó bị cái dục chi phối, sắc chi phối. Cho nên thường thường năm cái phải ai cũng đủ năm cái. Thì tôi đơn giản vậy mà nó hiện ra như vậy để cho quyến rũ Phật. Nhưng mà ngài đã coi như là chánh định rồi, ngài đã đạt vào cái chỗ định rồi thì nó không có làm gì được. Thì mới thề ông tôi phá không được, sau này tôi phá đệ tử của ông. Như vậy chữ ma ba tầng thề đó là gì? Chữ ma ba tầng dịch ra là sát giả. Chữ sát là giết chết, chữ giả là làm. Vậy thì ma ba tầng là bây giờ là ai? Thật sự không có phải con ma thường đâu, con ma thiệt đó. Là mấy cô gái đẹp vô dụ mấy ông thầy. Mà không phải gái đó là gái của gái sao dụ được. Nó là hoa bất mê nhân mà nhân tự mê, sàng tới sàng lui, sàng tới sàng lui. Cái bốn mắt nhìn nhau tuôn trào cái gì. Hoặc là gì? Tiền bạc vật chất nó mời mọc có lôi kéo không? Ông thầy hoặc danh vọng hoặc ăn mặc hoặc ngủ nghỉ vân vân. Đó như vậy thì đó, thì những ma ba tầng đó là nói ý nó là cái thế giới huyền ảo, thế giới mà nó không thiệt. Tất cả vạn vật cái gì bằng hình tướng, bằng sắc đẹp, bằng tất cả đều là giả huyễn không thiệt mà nó luôn mời mọc. Thì như vậy thì rõ ràng đời nay nó quá đầy đủ phải không? Nó quá văn minh, nó quá tiến bộ, nó quá coi như là cao trào, có trào lưu của vật chất thì khó tu lắm. Rất là khó tu. Vậy mà tôi mới rút kinh nghiệm rồi. Thà khó khăn, thà chướng duyên mà không chừng dễ tu hơn đầy đủ thuận duyên. Như tôi nói một câu mà tôi nói mới có quả báo, tôi nhờ xấu nên không có cô gái nào mê hết đó. Không phải tôi đem tôi ra tôi nói hoài mà thiệt. Nhưng mà tại sao tôi mới suy nghĩ lại, không phải không có người mê đâu, nhưng mà tôi chưa có chùa. Chứ nếu mà tôi có chùa to, có Phật bự, có tiền, có bạc thì có mê không? Thì thấy rõ ràng. Cho nên nó lúc nào nó cũng luôn rình rập mời mọc. Nó giết chữ sát giả là giết chết cái giới, cái định, cái huệ. Cho nên ma ba tầng đừng có đổ thừa con ma bên ngoài tội nghiệp, con ma trong lòng mình nó mờ mờ ảo ảo. Có câu Phật tử hỏi Thầy giải thích cho con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ, nghiệp riêng của mỗi người, nhưng nhờ đức của cha hay của mẹ thì nghiệp cũng phải trả, phải không thưa Thầy? Thưa với quý vị thì câu này á, nó cũng có nhiều ý nghĩa đó. Nhưng mà muốn giải thích câu này thì đúng ra nó có những câu chuyện rất hay trong cái nhà Phật. Bởi vì thật ra làm cha làm mẹ, bà con sáu dòng đều do ân nghĩa quán thù mà gặp nhau. Cha mẹ, bà con, anh em, lục thân, quyến thuộc đều do quán thù và ân nghĩa gặp nhau. Như vậy thì nếu mình có phước thì mình sanh ra cái gia đình cao quý, đạo đức, thì cũng bị nhờ cái phước báo của mình, cái duyên nghiệp của mình lành đó, thì giống như mình có sự tương quan, tương duyên vậy.
Còn mình sanh ra gặp gia đình cha mẹ thì làm những điều không phải, nghèo khó vân vân, thì cũng là cái nghiệp của mỗi người, nó có cộng nghiệp với nhau, quý vị hiểu không? Cho nên sẵn đây tôi cũng nói luôn, ngày hôm qua có một Phật tử viết giấy hỏi mà bây giờ tôi định trả lời đó, là hỏi biệt nghiệp và cộng nghiệp. Biệt nghiệp là cái nghiệp riêng của mỗi người, cộng nghiệp là chung lại. Như vậy có, cái này sẵn chắc chắn là có, nó có tương quan, tương duyên với nhau. Chứ mà cổ nhân họ nói gì à, đời cha ăn mặn thì sao, đời con khát nước. Biết rằng nghiệp của ai nấy trả, nhưng mà không có nghiệp thì làm sao gặp nhau được, quý vị hiểu không? Cho nên câu này phải trả lời dài lắm. Giống như á, trong kinh nhà Phật có câu chuyện thiện hữu ác hữu đó, hay hoặc là cái câu chuyện mà hai đứa con á, tự nhiên là ông trưởng giả này, ông già ông sanh ra hai người con, mà người con thì hiếu thảo làm ra đồng tiền để nuôi vợ cha mẹ, còn người con thì phá gia chi tử. Nhưng mà người con hiếu thảo nó chết trước, người con phá gia chi tử đó là chết sau. Cuối cùng buồn quá, ông mới nằm thiếp đi, ông mới thấy là ông đi xuống cõi âm, ông đi tìm con, thì tìm con mới gặp hai thằng con, cái nó nói tôi đâu có, tôi đã mang nợ ông tôi lên tôi trả rồi. Còn ông á, mà dai nợ tôi lên tôi đòi, ông trả chưa đủ mà ông còn kịp tìm tôi cái gì? Đó, thằng con mà phá gia đó, nó chết là tại bữa đó nó nhậu, nó lội ngang sông, nó giọt bẻ, nó chết. Nó chết cho nên nó nói tôi đòi ông chưa đủ, ông còn thiếu tôi 10 giả lúa nữa chưa đủ mà ông đòi tôi cái gì? Cái rồi ông nghe vậy ông buồn quá, ông bực mình đó, ông không nhận, cái gì ông bỏ, ông giật mình thức dậy. Ông mới giật mình thức dậy thì thiệt đúng như rằng khi mà hai đứa con nó chết, ông thương lắm, bị tiền của giàu mà mới làm hai cái nhà mồ. Thằng con nó chết trước đó thì chôn nó trước gần nhà, thằng con chết sau nó thì chôn phía sau nó gần cái đất của người ta đó, gần cái ruộng người ta đó. Thì bữa đó khiến sao mà gió nắng quá, nắng châm lửa sao mà nó cháy cái mồ, cái nhà mồ của thằng con bất hiếu đó. Cái nhà mồ cái gió phát thang nó bay qua ruộng ta, cháy ruộng lúa ta, đền 10 giả lúa. Nói câu chuyện tôi nói ngắn gọn, quý vị có hiểu không? Nó phải có tương quan tương duyên với nhau. Bây giờ thời gian không có, trả lời gọn vậy thôi nha. Kính bạch thượng thầy, con đọc kinh bao nhiêu cũng được, nhưng khi nghe pháp thì buồn ngủ, kính xin thầy giải phương pháp nào cho con. Hồi nãy giờ tôi giảng vậy quý vị có buồn ngủ không? Câu này tôi xin miễn trả lời. Buồn ngủ á là một phần là do mình không có hợp với cái lời nói của vị thầy đó, chứ còn mà mình có thích hợp với thầy đó, gặp quý vị quý thượng tọa pháp hòa là có thân tướng xinh đẹp, lời nói dễ nghe, quý vị nghe có buồn ngủ không? Chắc chắn là không. Đó, rồi một phần là nhiều khi ông thầy giảng nó trầm. Rồi một còn một phần á thì mình lo âu phiền não gì đó, cho nên mình nghe mà tâm mình nó phóng đi đâu á, cho nên nó trở thành không trầm. Nó nói gọn vậy được chưa? Bậc thầy xin thầy hướng dẫn rõ cho trường hợp giới tử có gia đình, muốn thực sự xuất gia thì lúc nào xuất gia cũng được, để tránh không bị người thân nói trốn tránh trách nhiệm hay xa hay lánh đời. Còn nếu không xuất gia tu thì việc đời bề bộn chẳng lúc xong. Thưa quý vị hỏi câu thưa quý vị có gia đình, để tôi đọc lại, con xin thầy hướng dẫn, có gia đình muốn thực sự xuất gia thì lúc nào xuất gia cũng được. Thưa quý vị, xuất gia đâu phải là xuất gia là cạo đầu vô chùa đâu. Như nãy tôi nói là xuất thế tục gia, rồi thứ hai là xuất phiền não, não gia, tôi nói chết rồi. Thứ ba là xuất tam giới gia. Nhưng vậy thì trong ba cái xuất gia đó, xuất nào cũng được. Còn cạo đầu vô chùa đó để làm một bậc tu hành, để làm một vị thinh văn, để theo cái quả địa vị thinh văn thì nó khác nữa. Nhưng mà mình có gia đình ràng buộc, chưa đủ duyên, thì tôi xin quý vị nên thọ giới Bồ Tát để hành Bồ Tát đạo. Chứ đừng có ở nhà làm mẹ rồi vô đây làm bà nội. Xin lỗi tôi nói vậy là có mít lòng với cụ, với mấy sư cô vị xuất gia muộn. Đừng buồn tôi, đừng nghĩ tôi nói các vị nha.
Mà nếu tôi nói mà lỡ có nói bậy mà trúng bạ thì cũng quan hỷ cho. Này nói thiệt mà, ai tự ái là buồn ngủ không được là lỗ, ráng chịu cho tôi, tối tôi ngủ khò khò. Cho nên tôi xin một điều là tôi nói thì đừng có chấp. Có nhiều thì mình xả nhiều, mà có ít mình xả ít, còn không có thì coi như không phải nói mình. Nó khổ vậy đó, bên Mỹ, bên Canada, bên các nước tư bản mình có cái một số vị vậy đó. Dường như ở ngoài đời thì con cái không có thời gian gần cũng buồn, rồi đi tu, rồi vô tu không ai chịu nổi hết đó. Hồi chưa đi tu dễ thương dữ lắm, mà đi tu rồi là coi như chuyện gì cũng bắt lỗi hết. Tôi nói có nhiều thầy cũng vậy nữa, vô tu rồi cứ tối ngày đi la mấy ông tiểu, nó mày sao mày tu mày vậy, mày tu vậy. Thì bữa tôi nói trời, hồi thầy bằng ổng đó, thầy có được vậy chưa? Hay là lúc đó thầy chạy theo danh vọng, theo tiền tài, theo vật dục sắc, dục tình dục, phải không? Cho nên có những cái thông cảm. Sẵn đây tôi nói với các Phật tử luôn á, cái vị tu đừng có nhìn người ta, đừng có cố chấp. Đời nay là cái thời giống như xa Phật lâu rồi, mình cần gặp cái bậc thầy hiền đã là quý, chứ còn gặp ông thầy mà thánh khó lắm. Gặp bậc hiền đã là quý rồi, quý vị hiểu không? Quý vị đừng đòi hỏi nhiều quá. Do cái phước báo của mình, tại sao mình không sanh cùng thời với Phật, mà mình sanh tới bây giờ nó đủ thứ chuyện nào, chiến tranh nào, bệnh tật nào, đủ thứ thiên tai quả hoạn, cũng do cái phước nghiệp của mình. Nhưng mà dầu như vậy mà mình cũng còn may mắn, còn gặp được chánh pháp, còn gặp được các thầy, còn nghe được những lời của Phật dạy là quý rồi, hiểu không? Làm ơn đừng có đi rình mấy ông thầy. Cái này tôi nói thiệt, có nhiều vị tu không biết bao nhiêu mà tối ngày đi rình mấy ông thầy, tội lắm. Ví dụ như tôi với mấy anh em gặp nhau mấy chục năm, gặp nhau vui quá, nhầm khi trong phòng cái tự nhiên trở là cái tuổi trẻ cà rỡn, gặp nhau ba miền, nhất là ba miền nữa, thì nhái giọng với nhau. Ví dụ như ở ngoài miền Bắc thì nói, địt mẹ mày. Tôi thí dụ vậy đó, là gặp nhái nhau vậy, là rủ tình cờ cái vị nào đi ngang, cái hôm Trường Hạ bên San Jose ở Cali cũng bị rồi, đưa giấy lên hỏi. Nó tại sao cái thầy tu nói như vậy, thì tu mới trả lời tại vì ba miền gặp nhau nhiều khi nó vui, rồi cái nhái giọng. Còn ở Quảng Ngãi thì trời, bữa nay nén có cục nước đé, uống nó đẻ luôn. Còn ở miền Tây tu thì cứ con trâu của cái gốc tre cá gô nó bỏ vô gỗ kêu gồ gồ. Nó thì gặp nhau khi chọc nhau chơi, nhái chơi, nhưng mà tình cờ có một vị nào đó đi ngang, không nghe được khúc đầu khúc đuôi, tưởng đâu mấy ông thầy chửi lộn với nhau vân vân. Cho nên ở đây mà cái phòng tôi ở mà có gì lỡ đi ngang mà nghe tôi nói rần ràng cũng đừng có buồn nha. Thiệt, nhiều khi gặp nhau nhớ hồi nhỏ đó, rồi nhỏ nhau vui mà, rồi anh em gặp nhau vậy mà thiệt, đâu có cơ hội gặp đâu quý vị. Không có cơ hội gặp như ở Việt Nam. Từ người Việt Nam, người bên Úc, người Mỹ gặp nhau về có 10 ngày. Trời, quý vị biết bao nhiêu năm trời gặp nhau, cho nên tranh thủ mà nói. Rồi tôi phiên vậy thôi. Nếu cái gì quý vị cố gắng làm một Phật tử Bồ Tát tại gia, còn nếu thuận duyên thì đi xuất gia không sao hết. Thôi thời gian hết hả thầy? Thôi giờ còn nhiêu là xin khắc lại nghe, khắc lại để dành cho Thượng Tọa Pháp Hòa trả lời. À bây giờ còn 15 phút nữa, nếu Thượng Tọa đâu rồi? Thượng Tọa gì hồi nãy có nói để lên hướng dẫn cho quý vị hát gì đó không luôn hả? Chỉ có 9 giờ mình ngồi 9 rưỡi phải không? 9 rưỡi? Thầy 15 phút. Đó, vậy hả? Đó. Vậy thì vài câu nữa coi cái nào câu nào có ý nghĩa trả lời, 5 phút nữa đi hen, để tội nghiệp quý vị gửi lên. Xin thầy giải thích định mệnh và số mệnh. À, định mệnh là cái mệnh cố định. Cái mệnh cố định, còn số mệnh là số phận, hai cái nó khác nhau. Nhưng mà trong Phật giáo không có danh từ này, chỉ có danh từ định nghiệp. Định nghiệp là Đức Phật nói vấn đề tam năng, tam bất năng đó. Phật có nhắc cái chữ định nghiệp chứ không nhắc chữ định mệnh. Định nghiệp là năng tri quần sanh đi tánh cùng ước kiếp sinh tử sự nhi bất năng quá độ vô duyên.
cái người vô duyên thì Phật không độ được. Ví dụ Phật có thể làm tất cả nhưng mà độ tất cả, nhưng mà cái người độ phải người có duyên Phật mới độ được, còn vô duyên thì Phật cũng phải đành chịu thua. Quý vị hiểu không? Rồi năng không nhất thiết tướng thành đạo pháp như trí nhi bất năng tức diệt định nghiệp, là tất cả các cái tướng trạng, cái hình trạng của chúng sanh, nó muốn cái gì, nghĩ cái gì Phật có thể biết được, nhưng mà cái nghiệp nó cố định thì Phật cũng phải đành chịu thua. Năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh nhi bất năng độ tận chúng sanh giới. Dầu Đức Phật có độ nhiều vô số vô biên chúng sanh đi chăng nữa, nhưng mà không thể nào chuyển hết cái thế giới chúng sanh này thành thế giới Phật được. Bởi vì hiểu nó là tam năng, tam bất năng thì có nhắc tới định nghiệp. Như vậy là cái người nghiệp cố định rồi, quý vị có nói được không? Khó lắm, phải có duyên mới nói được, phải có cái thời mới nói được. Chứ còn người ta có thời thì khó nói lắm. Ta đang làm ăn song sổng ngon lành thì quý vị nói vô thường sao ta nghe? Có nghe không? Trời, cái câu này dài quá. Mai mốt quý vị mà gặp các thầy như chúng tôi và chuyên giảng về Đại Thừa thì hỏi gọn thôi, khỏi cần bạch bẩm thưa gì trên trội. Dài quá tôi xin phép lướt qua. Mà quý vị đừng buồn, hỏi ví dụ nhà màu, nhà mã đào lên có động không, tôi sao biết động không động. Quý vị quan hỷ, tôi không phải là ông thổ địa gì đó. Tuy nhiên học Phật tinh thần Đại Thừa thì không có mê tín. Mới ban đầu mình tu thì còn tin theo cái phong tục tập quán, mà tu sao mà mình vượt được, mình có trí tuệ rồi thì ngày nào cũng ngày Phật hết, ngày nào cũng ngày đó nguyện ngày an lành, đêm an lành mà. Nếu tâm mình an lành thì ngày nào cũng an lành. Đạo cao long hổ phục, mà đức trọng thì quỷ thần khinh. Vậy thôi, tôi nói vậy quý vị, nói ngắn vậy quý vị đừng buồn nghe. Con 60 tuổi rồi, rất ham tu nhưng lớn tuổi hay quên, làm sao học được kinh dễ dàng như chú Đại Bi hay tất cả những kinh dễ điều khó thuộc. Dần dần tôi xin nói gọn, kinh điển lưu truyền 8 dặn tư, vì đã học hành không thiếu cũng không dư, tính nay tính lại đà quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như, nghĩa là mình sống bằng lòng đi. Cuộc đời nó như vậy là nó như vậy, nó như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị dụng, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, nó như thị là nó như thị đi thì có gì đâu mà lớn với nhỏ. Đừng có ngại lớn tuổi học không thuộc thì lật kinh ra đọc. Đó, đọc mà đọc thì chăm chú vào kinh, chứ còn đang đọc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô. Má mới nghe bên Việt Nam gửi qua mấy con khô hả mấy? Nay ngày chay thôi, để dành mấy con khô đó, mai tao hết ăn chay chiên tao ăn nghe, tao thèm khô phá sạc lắm mà. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Có một câu hỏi, con có một thắc mắc, có một cụ đến khi có tuổi mới xuất gia đi tu, nhưng khi tu hành không may té và tinh thần không còn minh mẫn nữa để tu, con cái đem về nhà trong nom, vậy thì cụ có được gọi là cô sư cô nữa không, và cụ không thể tụng kinh niệm Phật nữa, vậy cụ có tội gì không? Tôi xin trả lời là không, bởi vì đã lớn tuổi đi tu là một thật sự rất là có cái phước rồi. Tuy rằng tôi nói như vậy nhưng mà đã là xuất gia tu rồi thì giờ té tinh thần nó không minh mẫn, nhưng mà đã có gieo được hạt giống trong thời gian nó tu rồi thì tới giờ này, tại vì cái thân bệnh không sao hết rồi, không tụng kinh niệm Phật cũng không sao, bây giờ nằm chỗ rồi còn tạo nghiệp gì đâu lo. Đâu có đi bóc túi ai được, đâu có đi đập đầu cắt cổ được gà vịt đâu mà lo, phải không? Thôi không sao hết, nói gọn vậy đi. Phật.
Bạch thầy, con có nghe trong kinh Du Lan Phật dạy xương đàn ông xương trắng nặng hoằng, đàn bà xương nhẹ đen giống như đen thâm dễ nhìn đó, mà quý vị không viết nguyên câu vậy mà quý vị viết dài ra thêm, nhưng mà tôi đọc gọn vậy: các ni cô không sanh bẻ thì xương ra sao? Cái câu này là tôi xin chịu thua trước. Thôi thì để sẵn đó. Và tự tạ những mình đó, làm ơn có bữa nào có đi có dịp mà đi về làm từ thiện bên Việt Nam á, rồi làm ơn ở lại một vài tháng. Trời, coi có cái sư bà nào mà tu từ chỗ hốc cốt thì coi dùm tôi lên sư thắng lên sư đen. Thôi xin thưa quý vị, nói như vậy chứ chắc là lời Phật dạy là chân lý không sai, thì chắc chắn là cái người mà không sanh đẻ thì chắc chắn cái xương thì cũng phải trắng thôi. Bởi vì tại vì sanh đẻ nó quá đau đớn, máu ra gì đó, sinh con tâm đấu huyết ra, sự gì sữa hòa nuôi con đó, thân thể hao mòn thì tôi nghĩ là xương đen, là tại vì nó đã mất cái gọi là cái tủy rất nhiều, tinh khí rất là nhiều. Nhưng mà cái người tu từ nhỏ lớn thì chắc chắn có xá lợi hoặc là xương trắng. Thôi tôi xin trả lời vậy, nhưng mà tôi nghĩ là đây là chắc chắn 95% thôi. Nhưng mà còn thấy trước mắt thì nhờ quý vị hỏi đây là mai mốt tôi sẽ kinh nghiệm. Thôi vậy thì tới đây là xin tạm ngưng nha. Cho hỏi câu cô không dạy, cô hỏi đi cô chứ. Nam mô Di Đà Phật, con phát danh nhiều hơn. Khi thầy, con có một cái câu hỏi mà con nhờ thầy giúp chuyện con. Con hay bị giải đãi, tu thì tu quyết liệt tu lắm. Có lúc cái tự nhiên dừng một vài ngày, tự nhiên cái con nha con muốn tốt, mà cứ con động con cũng không hiểu. Tự nhiên con làm biết, mà con biết cái đó là cái gì không hiểu đó, mà cứ con cứ chạy ngắt một vài gì là chạy ngắt. Dạ xin phép quý vị, tôi là cái người quảng cáo thuốc chứ tôi không có chế ra được thuốc. Cái người chế ra được thuốc là Đức Phật, bởi Đức Phật là Đại Y Vương, là ông thầy thuốc, còn tôi là quảng cáo thuốc. Mà như quảng cáo mà như không đúng chỗ thành ra nó độc dược cũng kìa nữa. Nhưng mà thưa là tại vì cái giải đãi là chắc cô cũng còn nhiều cái phải sự phải lo. Thôi thì bây giờ ráng giữ cái tâm chánh niệm rồi mình phải tinh tấn. Đó, khi mình biết mình giải đãi có nghĩa là mình đã có tinh tấn rồi đó. Cô hỏi như vậy là cô đã có tiến lên rồi đó, đừng có ngại nữa. Tinh tấn nó là một cái cung mà bắn ở một con chim nó bay ra. Mà có nghĩa là quý vị thấy con chim không? Nó bay từ cành cây nọ mà nó bay đắp cành kia, nó bay cái nào nó dính một cái kịch vô đó liền à, chứ nó không có rớt. Chứ nếu mà nó không có mục tiêu thì sao? Nó rớt. Thì tu hành của mình thì cũng phải đặt cái lý tưởng, cái mục tiêu của mình giống như con chim từ cành cây này bay qua cành cây kia, cũng như từ cái trạng thái giải đãi mà phải tinh tấn để vượt qua thôi. Quý vị quan hỷ vậy ha. Mà phải dạ rồi. Quý vị có được trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ, thấy quý vị rất là hoan hỷ phải quý vị, rất là hoan hỷ. Chúng ta thiền bài đã tới đây lần đầu tiên, trong khóa tu này mà chúng ta rất là hoan hỷ, người miền Tây có sao mới dạy phải quý vị, quý vị dễ hiểu nữa phải quý vị. Chính vì vậy quý vị rất là hoan hỷ, thì tại vì đến giờ quý vị phải về chuẩn bị. Thì chúng con cũng xin đại diện cho tất cả quý giới tử
trên thượng tọa và chúc thượng tọa có thể bình an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, và hy vọng chúng con có dịp để gặp thượng tọa lần thứ mình kế tiếp tại gia đình. Và đây là Phật con thân thượng tọa cùng tất cả đại chúng chúng ta đồng cùng hướng. Nguyện đem công